Vâng, sau đây em giới thiệu các bác một con khủng long nhà QC nha. Vừa rồi em về mà chưa có quay chi tiết nên em mời các bác cùng xem cấu hình của em này. Đây là dòng đẩy khủng của hãng QC. Khủng nhất của phiên bản là những dòng đẩy chạy sò sát nha. Mà nó rất là mạnh nha các bác, nó chạy 40 con sò sát Toshiba chữ đỏ nha. Các bác sẽ thường thấy những con QC 2500, 3000, 4000 nó chỉ chạy ba mấy con thôi mà sò than. Và đây là con sò sát nha, rất là sò sát thì rất là nhiều bác tìm, và tìm được con QC mà chạy sò sát là chỉ có con này là khủng nhất nha các bác. QC 3800. Cấu hình của em nó là đi cấu hình monolock nha, hai dây nguồn riêng biệt nha, hai dây nguồn riêng biệt. 1600W cho mỗi bên nha, 1600W cho một ICH này. Mỗi bên nó là 1600W nha. Hai cầu loa nha. Tem cờ là còn nguyên. Em để giá rất là tốt để các bác mình sở hữu trong mùa Tết này luôn nha. Con nặng cực kỳ nha các bác, chạy hai tân phô riêng biệt, 40 sò sắt Toshiba chữ đỏ nha. Dòng sò được chạy trên con Sansui 9090DB. Và đây là hai cái volume. Hai nút nguồn. Dual mono nha các bác, nghe nghĩ dual mono là đánh riêng biệt á. Hiệu suất nó rất là cao, QC 3800 còn cao quai nha. Rất là gấu luôn. Nó không có quạt nha các bác, nên là các bác nghi nhà hát karaoke rất tuyệt vời. Dòng này nó chạy sò sát, nó sử dụng tản nhiệt hai bên này, các bác thấy hai tản nhiệt không? 40 sò sát nha, máy bao zin tuyệt đối nha các bác, máy mạng về. Và em đã chuyển điện cho các bác rồi nên là các bác xài điện gia đình rất là tiện nha. Hai cầu loa, các bác chơi hai cặp full 30 hoặc là hai full 40 là vô tư, đối với em này là vô tư, 40 sò sát lận. Cực kỳ khỏe nha. Các bác chỉ thấy con 9090DB nó chạy có 8 con thôi mà nó đã khỏe rồi. Và đây nó gấp 5 lần rồi đấy á. Nói chung mã sò của 9090DB nha. Con này em giao các bác giá rất tốt luôn. Để các bác mình sơ trong mùa Tết này là 15 triệu bao gồm phí ship nha. Bác nào mà nhanh thì mình chốt được những con này. Như vừa rồi em về được 3 con 4.0 QC đó. Đời cao nó chạy sò than đó. Giá rất là tốt, em để 18 triệu mà trong khi người khác bán lại là ngoài 20 ấy các bác, 20, 21, 21 năm đấy. Nên là tùy lúc em về được những con đấu nó rất là đẹp. Ba con vừa rồi nó về như tồn kho luôn, chưa dùng luôn. Và đây là con QC hàng nòi, hàng đời gọi là đời hoàng kim thời sò sắc của QC nha. Các bác chơi những con này bác có thấy được cái chất của những cái dòng QC thời kỳ đó nó đỉnh như thế nào. Mà những đời bây giờ chưa chắc làm được đâu các bác. Nên là các bác chơi thằng bãi vẫn sưu tầm những con cái thời kỳ này về chơi. Và đây là con sò sắc QC 3800 nha, 40 sò sắc nha, mỗi vế là 20 con. Đó. Mở con này rất là kỳ công, ốc rất là nhiều nha, ốc xung quanh luôn. Em sẽ mở ra để các bác cùng xem cấu hình nha. Giá 15 bao ship chuyên con đủ là em bớt 200 là còn 14.800. Được tặng kèm một bộ da ba lăng nha, được tặng kèm bộ da ba lăng để kết nối với vang. Đối với con này về các bác chơi hai cặp full này, hoặc là hai cặp full 30, hai cặp bot, giúp một con vang và một con năng tiếng là các bác có bộ nghi nhạc hát karaoke rất tuyệt vời. Ưu điểm lớn nhất của em này là chạy sò sắc khỏe 40 con, 1600W cho một cực bên, và em nó không có quạt, cái đó là rất là nhiều bậc thích. Vâng, đây là cấu hình bên trong của con QC 3800 nha các bác, các bác thấy khiếp không? Đây là một rừng sò này các bác, có nghĩa là nó đối xứng nhau nha. Làm hết, đây là tất cả cái bo mạch này và được làm thủ công hết, những cái mối chì rất là lớn. Và đây là những cái nhựa thông này các bác, nhựa thông là xưa đó, nguyên hết nha, máy rất là đẹp luôn nha. 40 sò sắt nha, Toshiba chữ đỏ, có thêm mối hàng này. Đây là những cái nhựa thông các bác, con nào cũng có rồi nha. Đây mối hàng này các bác, nghĩa các bác thấy chân sò một sò này cái nó xéo như này các bác, một con, hai con, ba con, bốn con, năm con này, 6, 7, 8, 9, 10. Và nó một vế như thế này và vế phía dưới nữa các bác, cái hai bo này 10, một vế là 20 con. Đấy, chỗ là chỗ chiến điện là hai tầng phô. Có tản nhiệt hai bên này các bác nên là không sử dụng quạt, nên là con này nhiều bác mà yêu thích QC là săn lùng con này nhiều lắm. Nó đỉnh nhất của dòng QC chờ sò sắt nha các bác. Tiếng nói thôi khỏi công bàn rồi. Tiếng sắt rất là dày. Đối với con này nghe nhạc vàng ngon luôn nha các bác. Mạnh.
Vừa nghi vừa hát karaoke gíp hai cặp post 6.1 hoặc là hai cặp 10.2 vân vân, cực kỳ tuyệt vời. Giá em để thì gọi là siêu siêu tốt để các mình sưu tầm luôn, còn giá còn tốt hơn con 2.500 luôn nha các bác. Này là như quy xe này, 2.000 này, 2.500 này, 3.000, 3.800, 4.000. 3.800 là bản cao nhất của chạy sò sắt và 4.000 là bản cao nhất của chạy sò than đời Mỹ Nòi, đời hoàng kim của những quy xe. Còn sau này là đời mới, đời mới là những con 4.0 chạy nguồn xung. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video theo nha. Bác nào chốt con quy xe 3.800 thì alo cho em nha. Rồi sau đây em mời các bác cùng nghe một tí về chất âm em nó luôn.